Chào bạn, mình là Vĩnh từ Vĩnh XD. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái mega menu. Mega menu là thay vì cái menu bình thường nó sẽ drop down xuống như vậy và có những cái thông tin như vậy, thì mega menu nó sẽ được làm được nhiều hơn thế. Nó sẽ có thể cho các bạn chia được nhiều cột, có thể chèn ảnh, chèn chữ các thể loại vào trong cho mega menu. Thì hôm nay của mình sẽ làm trên giao diện Ocean Grid và sử dụng Elementor để thiết kế cái mega menu này cho nhanh. Rồi, thì vào luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào theme panel ở đây, vào My Library. Mình nhắc lại đó là giao diện mình sử dụng là Ocean Fresh nha. Chỉ có giao diện này thì mới làm được theo cái hướng dẫn này thôi. Là giao diện này là giao diện miễn phí, mình sử dụng Elementor cũng miễn phí. Rồi. Quay lại thì mình vào theme panel, My Library ở đây. Mình sẽ thêm một cái library mới. Mình sẽ đặt nó là menu. Mình sẽ ấn đăng luôn. Rồi. Thì cái nội dung trong này chính sẽ là cái nội dung ở trong cái mega menu này, vì thế nên mình sẽ sửa nó bằng Elementor để có nhiều tùy biến thiết kế cho dễ. Mình muốn danh sách sản phẩm của mình nên mình sẽ chọn cái widget này. Các bạn có thể thiết kế theo ý các bạn, tùy các bạn nhé. Cái này thì thiết kế bằng Elementor hết nên sao cũng được. Ở đây thì có một số xe mình chưa có đại diện. Rồi. Ở đây là mình đã thiết kế xong cái nội dung cho mega menu. Bây giờ để tạo mega menu thì mình sẽ vào giao diện menu. Đây mình sẽ chọn cái menu mình đang sử dụng. Đây có sẵn cái mega menu, mình sẽ xóa đi để mình làm lại từ đầu cho các bạn dễ hiểu. Mình sẽ tạo mới, sử dụng lên cái tự tạo này. Cái này là cái link, nhưng mà ở đây đây mình sẽ xong cho các bạn. Các bạn đưa chuột vào đây thì các bạn muốn quy định cái này là cái link click đâu thì tùy các bạn. Còn mình thì mình không muốn click nên mình để dấu thăng thôi. Yeah, mình sẽ thêm một cái link kết tự tạo mới. Lần này thì mình sẽ để dấu thăng hết cả hai, tại vì cái này là cái gì thì không quan trọng. Rồi mình sẽ kéo nó lên đây. Rồi bây giờ tới phần cài đặt trong mega menu. Ở đây mình sẽ chọn là disable link, tức là không để thể hiện link khi mà click vào đấy. Thì ý định của mình là như vậy. Ở đây mình sẽ chọn enable mega menu luôn. Cái này thì nếu các bạn cái phần này mình sẽ nói sau. Column thì mình sẽ chọn là 1. Mình sẽ chọn luôn 2 mega menu heading. 2 mega menu heading thì mình sẽ, tức là mình chọn cái này thì nó sẽ ẩn được cái dấu thăng này mình đặt ở đây. Đó. Cái quan trọng ở đây đó là các bạn chọn template. Đây này, nó có hướng dẫn này, theme panel My Library này. Thì mình là chọn cái menu như cái hôm nãy mình vừa tạo. Rồi, vậy là xong, mình ấn lưu menu. Rồi, mình sẽ xem lại cái trang. Ở đây. Thì đây các bạn sẽ có thể thấy được là cái menu mega menu này đã hiển thị theo ý mình. Tuy nhiên thì cái Ocean Quest này nó sẽ có một cái dở, đó là nó chỉ show được ở trên desktop thôi. Còn trên mobile thì nó sẽ không hiển thị mega menu nữa, và nó thay bằng một cái dấu thăng nhìn khá là kịch cỡm. Vì thế nên các bạn muốn tùy biến hơn thì các bạn phải tạo thêm một cái menu. Tạo một cái menu mới. Ở đây là mình sẽ chọn, các bạn sẽ thấy là mình quy định cái menu này là menu chính. Các bạn muốn nó không bị như mình vừa nói thì các bạn phải tạo một cái menu mới cho mobile. Và các bạn
sau một đống danh sách xe ở đây này, chọn thủ công và chọn nó là mobile ở đây thì nó sẽ hiển thị đẹp được. Rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng Get Menu, phần lớn website, ví dụ website này mình làm sử dụng Get Menu, nó có nhiều tùy biến hơn. Rồi. Video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn.